Xin chào tất cả các bạn. Và đúng như lời đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đối với các bạn thêm một cách thắng nước màu cấp tốc nữa, với cái thời gian rất là nhanh luôn. So với những cái cách thắng nước màu ở những cái lần trước á, thì lần này sẽ rất là nhanh, tiết kiệm rất là nhiều thời gian, và các bạn sẽ có được nước màu thật là đẹp và không sợ bị lại đường, để khi mà mình kho cá hoặc là kho thịt, cũng như là mình chế biến những cái món ăn mà mình cần đến nước màu thì mình sẽ không mất quá nhiều thời gian nha các bạn. Rồi, để thực hiện cách thắng nước màu cấp tốc lần này thì mình muốn chia sẻ đó các bạn các nguyên liệu. Ở đây là 100g đường. Các bạn có thể là sử dụng đường cắt trắng hoặc là đường cắt vàng gì cũng được. Ở đây là 30ml nước cốt chanh, tức là khoảng chừng một quả chanh hơi to to một chút xíu. Các bạn nhớ là mình sẽ bỏ đi cái phần hạt nha. Còn ở đây là 150ml nước lọc. Các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái chảo nhỏ như thế này. Các bạn cho hết 100g đường vào. Các bạn sẽ cho vào đây 50ml nước lọc. Bây giờ các bạn sẽ bật ở mức lửa lớn vừa. Các bạn sẽ không khuấy, không làm gì hết. Các bạn để yên như vậy để cho đường nó tự tan. Rồi trong lúc đó chúng ta vẫn còn lại ở đây là 100ml nước lọc. Các bạn sẽ cho hết 30ml nước cốt chanh. Các bạn cho vào. Bây giờ các bạn sẽ khuấy đều cái hỗn hợp nước cốt chanh này lên. Rồi các bạn để riêng ha. Lúc này các bạn thấy là đường đã bắt đầu tan và nó đã sôi như thế này. Các bạn sẽ giảm lửa từ từ. Các bạn sẽ chỉnh về mức lửa trung bình. Từ đầu đến giờ thì mình đã thắng đường được 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ thì đường đã bắt đầu tan và đã chuyển sang cái màu hơi vàng như thế này. Bây giờ các bạn vẫn để ở mức lửa trung bình. Từ đầu đến giờ mình vẫn để mức lửa trung bình nha các bạn. Còn đây là nước cốt chanh mình pha với 100ml nước. Bây giờ các bạn sẽ không cho hết một lần vào mà các bạn sẽ cho từ từ. Các bạn cho mỗi lần một ít ít như vậy. Rồi các bạn dùng chảo, cầm chảo và các bạn sẽ lắc tròn như thế này. Mình sẽ không dùng đũa nha. Rồi lúc này mình sẽ giảm về mức lửa nhỏ nhất. Rồi mình sẽ tiếp tục, mình lại cho từng chút nước cốt chanh vào. Rồi lại lắc. Nếu mà các bạn cho một lượt vào á, thứ nhất là nước màu rất là dễ bị văng ha. Thứ hai là cái thời gian mà mình thắng nước màu nó sẽ rất là lâu. Rồi tiếp tục cho vào ha. Mình cho đến khi nào mà hết cái phần hỗn hợp nước cốt chanh là được. Chanh sẽ giúp cho đường của mình, nước màu nó sẽ không có bị lại đường, nó không có bị đông cứng. Rồi ở đây mình là quay luôn cái thời gian cho các bạn xem ha. Thì mình để mức lửa nhỏ nhất nè. Bếp của mình nhỏ nhất là 100 độ C và còn 8 phút nữa. Từ đầu đến giờ là đã được 12 phút rồi. Rồi đường nó đã bắt đầu, nó vừa sôi lên như thế này thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn cho tiếp cái phần nước cốt chanh vào. Mình cho từng chút thôi, cho đến khi nào hết thì thôi ha. Rồi mình sẽ lắc đều chảo như thế này. Rồi lúc này là các bạn đã cho hết hoàn toàn nước cốt chanh vào. Và các bạn thấy là mình còn lại thời gian là 3 phút ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta thắng. Các bạn nhớ là mình sẽ lắc chảo như thế này. Nước màu của mình nó đã lên cái màu đẹp rồi đó các bạn. Nhưng mà mình muốn cho nó đặc hơn một chút, cho nên là mình sẽ tiếp tục mình thắng hết cái thời gian này luôn ha. Rồi như vậy là đã hết 20 phút. Có thể là 20 hoặc là 25 phút nha các bạn. Thì bây giờ nước màu của mình nó cũng đã có cái màu như mình ưng ý rồi nè. Và nó đã hơi hơi sệt lại như thế này. Như thế này thì các bạn tắt bếp được rồi nha. Bởi vì khi mà nó nguội lại á thì nó sẽ càng đông lại hơn một chút, nó sẽ càng đặc hơn một chút. Cho nên như thế này là các bạn tắt được rồi, màu đẹp rồi đó. Rồi các bạn, đây là nước màu của mình nè. Bây giờ nó đã nguội lên rồi. Và các bạn thấy không, nó không hề bị đông đường nha, nó không hề bị lại đường. Và màu rất là đẹp. Giờ thì mình sẽ cho ra chén để các bạn có thể thấy rõ hơn cái màu của nó nha. Hôm nay mình chỉ thắng cái lượng đường chỉ có 100g thôi. Nếu mà các bạn thích nhiều hơn thì các bạn có thể là tăng cái liều lượng đường để mà mình thắng nước màu mình để dành mình nấu cũng như mình chế biến các món ăn nha. Đây các bạn thấy không, nước màu rất là đẹp đây.
nó có cái màu vàng cam mà hơi nâu nâu một chút chứ nó không có bị đen. Là nước màu mà thường mình tự thắng tại nhà thì nó, thứ nhất là cái màu của nó rất là đẹp, rất là tươi. Thứ hai là nó sẽ không có bị trắng. Và mình bảo quản cũng được rất là lâu mà lại an toàn hợp vệ sinh nữa. Nếu như các bạn thấy yêu thích cách làm này của mình thì các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện nha. Có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian trả lời cũng như là tư vấn cho các bạn rõ hơn. Rồi đây là nước màu của mình ha. Đây, mình tráng một vòng để các bạn thấy được cái màu của nó nha. Nó không có bị đen đâu các bạn. Cái màu nó nè, cái màu thực tế của nó là như thế này nè. Khi mà mình ướp cá nó sẽ rất là đẹp. Rồi, mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với cách thắng nước màu cấp tốc lần này của mình nhé. Chỉ mất khoảng thời gian từ 20 đến 25 phút thôi thì các bạn đã có được một cái lượng nước màu thật là đẹp mắt như thế này để chúng ta chế biến các món ăn hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.